Kính bạch thầy, khi tọa thiền xong, sau phần hồi hướng, con luôn thành tâm cầu nguyện hồng ân tam bảo mười phương tam thế Phật thùy từ gia hộ cho thầy, cho thiền viện Trúc Lâm do thiền sư Thích Thanh Từ sáng lập xây dựng nên ở thành phố Đà Lạt, mãi thường trụ với thời gian để nêu cao ngọn đèn chánh pháp của Đức Như Lai. Con nghĩ như vậy để góp công đức vào thiền viện có đúng không? Cuối xin thầy chỉ dạy để toàn thể Phật tử chúng con đồng tâm cầu nguyện cho Phật lực thêm lớn mạnh, cho nguyện lực thêm lớn mạnh. Tôi mua vũ sư Thích Thanh niệm Phật. Thì Phật tử này nhiệt tình mà rất nghèo, cho nên đời chỉ cầu nguyện thôi. Mỗi đêm thắp nhang cầu nguyện, nguyện cho cái thiền viện Trúc Lâm được sớm thành tựu và được lâu dài, để cho ngọn đèn chánh pháp được bền lâu. Thì thực tình dù cho chỉ là phát cái tâm hồi hướng cầu nguyện cũng là một sự đóng góp rồi. Bởi vì quý Phật tử nghĩ như tôi thường dẫn ở trong kinh đó, Kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật đã nói, nếu một người bố thí, tức là có cái của đang bố thí, người khác không có của bố thí, chỉ có phát tâm tùy hỷ, thì cái công đức của người bố thí và công đức của người tùy hỷ ngang nhau. Phật dụ cũng như cây đuốc mình đốt sáng, có người khác cầm cái đuốc còn chưa đốt lại mồi, thì hai cái ngọn đuốc khi mồi sáng rồi thì nó đều sáng như nhau. Thì như vậy công đức tùy hỷ cũng lớn lắm. Mà giờ Phật tử phát tâm hồi hướng cầu nguyện phụ cho tôi để sống thành tựu thì cái điều đó rất tốt. Nhưng mà nói tới cái đó, nhiều khi quý Phật tử ở đây nghe đó là tôi làm thiền viện bên kia, thế là cũng không biết tôi làm những mục đích gì. Nghe thì mừng như thôi, cái sự thật là cái thiền viện ở bên kia là tôi có cái mục đích xây thiện Trúc Lâm để làm một cái gì cho Phật giáo Việt Nam. Bởi vì lâu nay tôi đã có được nhiều vị quen, có những phái đoàn tới, họ xin nhờ hướng dẫn tìm một ngôi chùa nào của Việt Nam tu có được cái mẫu mực để cho họ tới nghiên cứu. Nhưng mà sự thật chùa mình bây giờ, nếu nói thẳng mà nghe, mình không có cái chùa nào mà tu theo đúng tinh thần Việt Nam hết. Nhớ mà Phật giáo gọi là Đại Thừa đó thì tụng kinh theo Trung Quốc, còn Phật giáo Nguyên Thủy thì tụng kinh Bali. Thì cái nào Việt Nam? Nhưng quý Phật tử tới đồng 30 sám hối, quỳ sám hối, cái tới chừng quỳ sám hối là lẽ đã phơi bày những cái lỗi lầm của mình để mình sám hối. Cái này quỳ xuống đọc như thị đẳng những thiếu thế giới chưa Phật Thế Tôn đọc rồi không biết gì hết. Đọc rồi cái thời đứng dậy lại rồi đi sám hối xong. Thì như vậy đó, mình sám hối mình không biết mình nói cái gì. Thì như vậy đó, có phải Phật giáo Việt Nam chưa? Rồi cũng kể cả những khi mà quý Phật tử cúng cái gì, cầu cái gì đó, quý thầy phục nguyện cũng đọc toàn âm Hán Việt không à, chứ không có tiếng Việt mình chút nào. Thì như vậy đó, mà muốn tìm một ngôi chùa thực tu theo đường lối Phật giáo Việt Nam không có. Tại sao Phật giáo ở Ấn Độ sang Trung Hoa đã chuyển thành ra cái nghi thức Trung Hoa, sang Nhật Bản là chuyển thành nghi thức Nhật Bản, ở Việt Nam mình không chuyển nổi, cứ y nguyên. Đó là một cái mà mình thấy mình lệ thuộc văn hóa rất đau đớn. Vậy nên thiền viện Trúc Lâm là tôi bắt buộc phải thực hành cái gì của Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam, rồi cái đường lối tu Việt Nam. Mình tu Phật
nhưng mà Phật ở Việt Nam chứ không Phật ở Trung Hoa. Thì do đó nên thường á sám hối lâu nay các chùa sám hối hồng danh, và nếu Phật tử rảnh á thì sám hối gì Lương Hoàng Sáu, rảnh chút nữa thì rảnh nữa thì sám hối Từ Bi Thủy Tháp nhân dân, thì những cái nghi thức do các tổ Trung Hoa các ngày sắp. Còn chưa có nghi thức nào của tổ Việt Nam mình hết trơn. Có không? Mà thực ra đời Trần, vua Trần Thái Tông, ổng soạn cái lục thời sám hối ở trong khóa hư lục, bây giờ còn ghi chép rõ, hết sức là hay. Sám hối sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vì sáu căn mình, mỗi ngày mình làm cái gì phạm lỗi lầm mình sám hối, mà cái lỗi lầm thì từ sáu căn mà ra chứ đâu. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói sáu căn là nhân luân hồi sinh tử, sáu căn cũng là cái nhân giải thoát sinh tử. Thì như vậy nó là cái gốc để mình tu mà mình ít có thể ý. Như vậy thì cái nghi thức mà chư tổ Việt Nam soạn mình là không cần để ý, rồi đã Trung Hoa thì em đã ứng dụng. Vậy mà trúc lâm chúng tôi bắt phải sám hối theo luật thời sám hối của ngài Trần Thái Tông. Rồi tu cũng sẽ tu thì chúng ta cứ tu theo cái phương tiện các tổ Trung Hoa bài ra, chứ còn ở Việt Nam mình sẽ ít ai chú ý. Bởi vậy nên chúng tôi phải cố tình tạo điều kiện làm sao cho có một cái hướng đi tu hành đúng với tinh thần Việt Nam, mặt Phật giáo ở Việt Nam. Đó là cái chủ yếu ở diện trúc lâm ra đời nhắm vào cái đó. Ở đây thì chúng tôi làm mà nó lai căng, nó có phần nữa. Bởi vì còn phải sống với các chùa nhiều quá, mình đi chuyên môn không tiện, mà trên kia thì tôi cô lập, nghĩa là mình phải thực hiện cái gì của mình. Bởi vì đó là đủ điều kiện thì nhà nước cũng như giáo hội thừa nhận mình lập cái thiền viện để tu đúng với tinh thần Việt Nam, thành ra mình có thể làm được. Đó là cái chủ yếu mà Phật tử này tha thiết muốn.